Dân gian Ngụy Văn Thực Lục tập 42 Dịch Phong Lăng Được thực hiện bởi Bạch Ngọc Sách Audio và đã được dịch phun trên bạch ngọc sách chấm vip. Chương 115 Ba nhọn sáu mòn, tất sẽ bần hàn, ánh mắt trống rỗng, ắt là sắp chết. Vốn dĩ chẳng mất bao công sức đã tìm thấy con trai lão liễu, tôi phải vui mừng mới đúng. Nhưng những gì hắn vừa làm ban nãy, khiến tôi đúng là không vui mừng được, cũng chẳng cười nổi. Chẳng đợi tôi đứng dậy, gã đã lập tức lên trước đỡ lấy tôi tốc độ lật mặt nhanh đến ly kỳ thay vào đó là một bộ dạng xum xoe nịnh bợ xin lỗi vị tiên sinh này bà nãy tôi không có cố ý chỉ là không phản ứng kịp theo bản năng đẩy anh một cái anh không sao chứ đến cả cách nói năng của gã cũng vô cùng nịnh bợ tôi không nói câu nào cố nhược lâm rõ ràng nhận ra thần sắc của tôi có vấn đề ánh mắt nhìn tôi đầy dò hỏi anh tên là gì tôi nheo mắt nhìn sang gã gã nịnh nọt trả lời Liễu Kiến Thụ. Sau đó gã lại tiếp tục nói, tiên sinh, trước đây tôi chưa từng thấy anh, anh đến khu phố cổ này tìm ai à, hay là cần giải quyết việc gì? Trong khu phố cổ này vàng thau lẫn lộn, anh xách một vali toàn đồ đắt tiền thế này, nếu như bị kẻ xấu nhìn thấy, thì chẳng an toàn chút nào. Tôi thu phí không cao, 200 đồng, có thể cùng anh đi giải quyết việc, nguyên cả con phố này, chẳng có nhà nào hộ nào mà tôi không biết. Liễu kiến thụ vỗ vỗ ngực, bộ dạng chắc chắn đáng tin cậy nhưng ánh mắt gã thì cứ tí lại liếc sang cái vali trong tay tôi. Tôi lắc lắc đầu, sau đó mới nói, mẹ anh tên là Tư Lệ Quyên, đúng không? Rõ ràng, thần sắc của Liễu Kiến Thụ cứng đơ lại. Phản ứng của gã đã trực tiếp cho tôi câu trả lời. Tôi hít sâu một hơi, nói, người tôi tìm chính là anh và mẹ anh. Liễu Kiến Thụ càng ngạc nhiên và ngơ ngác. Cũng vào lúc này, cửa của căn nhà cấp 4 bị hé mở, lộ ra một khe hở, một cái đầu phụ nữ trung niên tiểu tụy thỏ ra, tóc vùng thái dương đã xen lẫn sợi bạc, ánh mắt hoảng loạn. "Kiến thụ, mày lại đưa đám đòi nợ về nhà, mày định ép chết mẹ à? Trong nhà không còn tiền để trả cho mày nữa đâu." Người phụ nữ trung niên đó lập cập nói xong một câu, rồi lại định đóng cửa lại. Tôi nhanh tay nhanh mắt, lập tức thò tay giữ lấy nắm cửa, cười cười rồi nói, "Gì ạ? À, cháu là bạn của lão Liễu, nhận lời nhờ vả của người ta, đến tìm gì?" Rõ ràng người phụ nữ trung niên này chính là từ lệ quyên. Bà ta dùng mình một cái, rồi cửa đột nhiên bị đẩy mở. Bạn, bạn của lão liễu, từ lệ quyên ngẩn người nhìn tôi. Bà ta cao cũng chỉ tầm một mét rưỡi, thêm với việc hơi bị gù lưng, nên trông càng thấp. Nhìn vẻ bề ngoài, bà ta trông già hơn lão liễu rất nhiều. Bộ quần áo mặc trên người cũng bị giặt đến sờn bạc, chân đi cũng là giày vải. Tôi gật gật đầu, lão liễu xảy ra chuyện rồi, chuyện này nhờ vả cháu cũng được một thời gian rồi tận giờ cháu mới có thời gian tới đây. Trong mắt từ lệ quyên có hơi đỏ lên, bà ta mời tôi và cố nhược lâm vào trong nhà. Căn nhà rõ ràng có hơi ẩm ướt, còn xen với thứ mùi hôi lúc ẩn lúc hiện. Căn phòng tổng cộng chỉ tầm 20 mét vuông, đặt một chiếc giường nhỏ mét 2, tuy được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vô cùng sơ sài. Tủ quần áo cũ nát, không có cửa, bên trong đặt quần áo đã gấp, giữa phòng đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ. Bếp nằm ở vị trí gần cửa sổ, vẫn còn dùng loại bếp than tổ ong. Bà ta rõ ràng có hơi chân tay luống cuống, vừa mời chúng tôi ngồi xuống, vừa đi pha trà. Tôi khẽ than một tiếng, đi ra kéo tay bà ta lại, nói gì không cần pha. Bọn tôi đến chủ yếu là để đưa cho bà ta ít đồ, nói một số chuyện. Từ lệ khuyên chân chối nhìn tôi, bất động, nước mắt lã chả rơi xuống. Tôi đem chuyện liễu trung đường bị bắt ra kể, đồng thời nói với bà ta, lão liễu còn chưa kịp biết sự thật về bà ta và con trai, thì đã bị hại. Nước mắt từ lệ quyên rơi càng mạnh hơn, bà ta run rẩy lau nước mắt, nhưng vẫn không ngừng được, nước nở nói. Dì đoán ra rồi, kiếp này số hai mẹ con gì khổ, tính tình lão liễu vừa cứng đầu vừa cố chấp, lão không tin gì. Tôi cũng chẳng biết đánh giá lão liễu thế nào nữa, người chết đèn tắt, hít sâu một hơi, tôi đem cái vali đặt lên trên bàn, rồi mở luôn ra. Giây tiếp theo, mắt từ lệ quyên mở to cả ra, bao gồm liễu kiến thụ đứng ở chỗ cửa cũng trợn tròn con mắt. Đây là tài sản mà lão Liễu để lại, qua tay này tay khác mấy lần, Liễu Trung Đường nhờ cháu đưa đến đây, ngoài ra, căn nhà của lão Liễu ở thôn Liễu Hà sẽ do con trai lão Liễu thừa kế. Tôi ngoảnh đầu liếc Liễu Kiến Thụ một cái. Thân người Tử Lệ quyền càng run rẩy mạnh hơn. Thần sắc Liễu Kiến Thụ lập tức trở nên kích động, thậm chí nụ cười còn hưng phấn đến phát run. Gã bước nhanh đến bên cạnh cái bàn, giơ tay hướng về phía mấy con cá vàng lóng lánh định chộp lấy tôi lập tức đóng sập cái vali lại, kẹp dính tay liễu kiến thụ, gã đau hét lên một tiếng ruột ngay tay lại, rồi trợn mắt nhìn tôi nói một câu, mày làm cái gì thế? Không nhìn thấy tay tao à? Rõ ràng, gã đã sắp chửi người ta rồi, cái bộ giang nịnh bợ cũng biến mất từ lâu. Tôi không đếm xỉa đến gã, trịnh trọng hỏi từ lệ quyên. Gì, liễu kiến thành có đánh bạc không? Câu này tôi hỏi một cách thăng thừng. Sắc mặt từ lệ quyên liên tục thay đổi, cuối cùng vẫn gật đầu thường xuyên thua bạc, ép gì đưa tiền đúng không? Bạn nãy cháu nghe thấy cậu ta uy hiếp gì là sẽ đốt nhà. Tôi lại nói càng thẳng toẹt hơn. Từ lệ quyên thở dài một tiếng, nói là gì không dạy được con. Tôi cười cười, nói chuyện này cũng không trách gì được. Mẹ con gì sống cũng chẳng dễ dàng gì. Lão liễu cũng có trách nhiệm. Tiếp đấy, tôi lại trầm giọng nói, gì đợi chút nữa bọn cháu cùng gì đi lập một cái thẻ ngân hàng, tiền gửi hết vào đó, gì giữ cho kỹ, vàng thỏi gì gửi vào ngân hàng, khi nào cần thì rút ra dùng, cháu hy vọng mẹ con gì về thôn Liễu Hà ở, rồi đi ra thăm lão Liễu. Ý tứ của tôi quá rõ ràng, từ lệ quyên đương nhiên cũng hiểu ngay. Bà ta gật gật đầu, nói một chữ được. Liễu kiến thụ lập tức không chịu, gã dở ngay bộ mặt phùng mồm trợn mắt ra tức giận nhìn tôi. Ai cần chúng mày đi với mẹ tao ra ngân hàng gửi tiền, lại còn đem vàng thỏi đi gửi. Thỏi vàng này chắc chắn phải đem bán. Gần đây vàng tăng giá, không bán nhớ giảm giá thì mày chịu trách nhiệm không còn nữa tiền là của tao với mẹ tao lão già đó chưa từng có tí trách nhiệm nào dựa vào đâu mà bảo mẹ con tao về nông thôn ở lại còn phải đi thăm lão ha ha lão chết là đáng kiếp là quả báo tiền bọn tao nhận rồi hai đứa chúng mày cút ra khỏi đây ngay nói xong liễu kiến thụ đẩy thẳng vào ngực tôi lần này tôi đã có sự chuẩn bị làm gì có chuyện để gã đẩy ngã túm luôn lấy cổ tay gã sau đó tôi bẻ ngược tay một phát. Liễu kiến thụ ai ra một tiếng, tôi đã đập mạnh tay xuống bàn. Đỡ âm linh bao nhiêu lâu rồi, nhìn Lưu Văn Tam vứt sắc, gan tôi cũng to hơn nhiều. Loại người như Liễu kiến thụ chẳng dọa tôi được, hung hãn dữ dằn hơn nhiều tôi cũng đều từng gặp qua. Từ lệ quyên thì sợ chết khiếp, vừa chửi Liễu kiến thụ, vừa xin lỗi chúng tôi. Tôi thực ra chẳng giận, nên cũng nói, gì, lúc nữa bọn cháu với gì đi gửi tiền, tiền này gì phải giữ lấy mà sinh sống, không thể để bị giày xéo được. Liễu kiến thụ vẫn chửi bới không ngừng, có điều bị tôi ấn chặt, gã cũng chẳng động đậy được. Đối với người nghiện cờ bạc, tôi chẳng có tí cảm tình nào, thậm chí còn phải nói là chán ghét. Lần đầu lúc đến nhà họ cố đỡ âm linh cho cố nhược tầm, tôi vì không biết, để cho từ hồng mai vào trong nhà họ cố, dẫn đến chuyện bà ta giữ xác vòi tiền. Cứ thế giữ xác chết của cố nhược tầm, tống tiền lấy của cố nhược lâm 600 vạn. Bởi vì bà ta nghiện cờ bạc, bao nhiêu năm trời dựa vào cố nhược tầm, lấy của cố khai dương không ít tiền. Có câu nói gọi là hổ giữ không ăn thịt con, nhưng người đánh bạc mở mắt rồi, đến xác chết con gái cũng mang ra làm con bài. Thậm chí tôi còn từng nghe từng thấy, không ít tin bán con trai con gái lấy tiền đánh bạc. Tiền này nếu tôi đưa luôn cho từ lệ quyên, bảo đảm chúng tôi đằng trước vừa bước ra khỏi cửa, đằng sau liễu kiến thụ lập tức cướp hết sạch. Tôi đã phạm sai lầm một lần, thì không thể phạm sai lầm lần thứ hai nếu không thì cũng có lỗi với lão liễu nằm dưới mộ. Hơn nữa người làm việc ác sẽ bị báo ứng. Từ hồng mai lúc ấy còn chưa tiêu được chốt tiền đó thì đã bị đường tiểu thiên giết rồi. Đấy gọi là có mạng lấy không có mạng tiêu. Anh bạn đúng là vô cùng cảm ơn cậu. Lão liễu có người bạn như cậu cũng là may mắn của lão. Tôi đi với hai người ra ngân hàng. Còn thôn liễu hà tạm thời tôi chưa định về. Từ lệ quyên thở dài một tiếng. lạ nước lạ cái tôi về đó khả năng là người khác cũng sẽ bàn ra tán vào. Cậu để cho tôi suy nghĩ thêm đã. Đúng vào lúc này, Liễu Kiến Thụ bất ngờ xô mạnh một phát vào bàn, xoạch một cái, chiếc bàn đổ cành luôn, gã giơ tay ra tóm lấy cái vali. Mặt tôi hơi biến sắc, phản ứng còn nhanh hơn gã, giơ chân lên đạp trúng ngực gã. Liễu Kiến Thụ lại kêu lên một tiếng vì đau, bị tôi đạp lùi ra tận cửa, gã ôm ngực chửi rủa cả nhà tôi. Nói thật, tôi cũng không ngờ Liễu Kiến Thụ lại yếu thế nhưng nghĩ lại thì hắn chỉ biết đánh bạc cái bộ dạng gầy còm kia được mỗi cái mặt trông đỡ hơn người bị lao phổi tí còn lại chẳng ra làm sao địch mày bao đồng cái đéo gì không biết bao đồng lắm chuyện thì chết sớm à tiền mày đặt xuống cho bố mày đấy là của bố tao để lại cho tao với mẹ tao bố mày thích tiêu kiểu gì thì tiêu mày không quản được liễu kiến thụ tiếp tục chửi bới mặt tôi đột nhiên biến sắc lúc này tôi rõ ràng cảm thấy tướng mặt của liễu kiến thụ có chút thay đổi bạn nãy nhìn thấy gã là mặt chữ quốc vuông vức tuy là gầy nhưng khuôn mặt chắc chắn là như vậy nhưng bây giờ xảy ra việc này chóp đỉnh đầu của gã nhìn trông sao có vẻ như có chút nhọn ra hai bên còn có cảm giác như bị dao gọt mòn đi đặc biệt là kết hợp với bộ dạng hung hãn đó tôi cứ cảm giác có chút quen mắt giây tiếp theo mặt tôi lại biến sắt lần nữa bởi vì nghĩ kỹ lại lần đó bộ dạng lúc từ hồng mai đòi tiền trong phải cũng như thế này sao ngoài ra lúc đó đầu bà ta cũng có cảm giác hơi nhọn lên lần đó tôi còn không biết tướng mặt nhưng mấy hôm trước lúc nằm viện sau khi xem qua quyển cốt tướng xong tôi cũng chỉ biết một chút ít kiến thức bề nổi quyển sách đó rất kỳ dị nội dung trong đó chỉ cần đọc qua thì mỗi khi nhìn cái gì là lại liên tưởng đến nó giống như khi tôi nhìn thấy mã bảo trung bị đóng đinh toàn bộ khuôn mặt xong buột miệng nói ra cốt tướng của gã lúc này tôi nhìn chăm chăm vào mặt liễu kiến thụ đột nhiên nói một câu tối hôm nay anh vốn còn định đi đâu làm gì? Rõ ràng, câu hỏi này của tôi chẳng liên quan gì đến việc mà chúng tôi đang tranh chấp lúc này. Cố nhược lâm ngớ người ra, từ lệ quyên cũng mang vẻ mặt ngơ ngác. Liễu kiến thụ cũng nhíu mày, gã lồm cồm bỏ dậy, tiếp tục chửi bới, liên quan đéo gì đến mày. Vào thời điểm này, cái cảm giác chóp đỉnh đầu của gã nhọn lên lại càng mạnh hơn, hai bên giống như bị gọt phẳng luôn vậy. Thậm chí ánh mắt của gã cũng trở nên lưu phiêu hơn không ít, đến mức bên trong con mắt của gã dường như đều trống rỗng. Mà trong sách giải thích cho kiểu tướng mặt này là tam nhọn lục mòn, tất sẽ bần hàn. Ánh mắt trống rỗng, ắt là sắp chết. Giờ này con mắt hắn lưu phiêu, ánh nhìn rời rạc lơ đãng. Lúc thì nhìn tôi, lúc thì nhìn cái vali, lúc lại nhìn sang mẹ gã từ lệ quyên. Trông lại càng sát với triệu chứng tướng mặt của người sắp chết. Tim tôi đập thình thịch, hít sâu một hơi, nói, anh bắt buộc phải nói cho tôi biết nếu không, anh không sống hết đêm nay được, sẽ chết, chỗ tiền này anh cũng không được động vào. Giải thích từ dịch giả trong chương này có đề cập đến khái niệm mắt ba biên trắng, đây là một dạng tướng mắt trong tướng số. Mắt bình thường khi ở trạng thái nhìn thẳng về phía trước, lòng đen chia làm bốn biên, trong đó biên trên và dưới thường bị mí trên và mí dưới che đi một ít, nên chỉ còn hai bên phải và trái là biên trắng. Còn với dạng mắt ba biên trắng này thì lòng đen hoặc quá cao khiến mí dưới không che được mắt ba biên trắng dưới, hoặc quá thấp khiến mí trên không che được, mắt ba biên trắng trên. Chương 116, báo ứng của anh đến rồi. Tối nay tao sẽ chết, di sản của bố tao mà tao lại không được động vào. Đầu mày bị lừa đá rồi à? Mày giả thần giả quỷ lừa người không biết như mẹ tao còn được, chứ tao không tin. Tao thấy mày định lừa mẹ tao, nuốt riêng chỗ tiền này thì có. Liễu kiến thụ trừng mắt nhìn tôi, rồi lại gào một câu, mẹ, mẹ đừng có để cho hai đứa chúng nó lừa. Chúng nó nói gì là mẹ tin nấy, tới lúc ra ngân hàng, ai biết tiền có được gửi vào thẻ của mẹ không? Con là con trai của mẹ, giờ nhà chúng ta có tiền rồi, con còn đi đánh bạc làm gì nữa? Đi tìm cái nhà mới, sống sung sướng không được à? Mấy câu này của Liễu Kiến Thụ tôi không tin chút nào. Tần suất lật mặt của gã còn hơn cả lật trang sách. Từ lệ quyền rõ ràng cũng chẳng tin, trong ánh mắt của bà ta toàn là sự thất vọng đối với Liễu Kiến Thụ, lắc đầu nói một câu, Kiến Thụ, Bao nhiêu năm nay mày lừa mẹ còn chưa đủ hay sao? Có lần nào mà không nói là cầm tiền xong không đánh bạc nữa không? Thế nhưng có lần nào mà mày giữ được tiền trên người cho hết đêm không? Tiếng nói của Từ Lệ Quyên vẫn chưa dừng lại. Bà ta lại nhìn sang tôi, thần sắc rõ ràng có chút bất an. Người anh em, câu bàn nãy cậu nói là có ý gì thế? Hôm nay có thật là kiến thụ sẽ xảy ra chuyện không? Tôi có hơi thở phào, chỉ sợ Từ Lệ Quyên tin lời của Liễu Kiến Thụ. Như thế thì khó xử lý lắm. Nếu mà như vậy tôi ngoài việc đi về, còn làm gì được nữa? Dù gì tiền cũng là di sản của lão liễu, tôi không thể nói không cho liễu kiến thụ tiêu rồi cưỡng chế cầm đi được đúng không? Không có luật nào như thế, tôi cũng không muốn phạm pháp. Hơi trầm ngâm suy nghĩ một chút, tôi gật gật đầu, nói, tam nhọn lục mòn, tất sẽ bần hàn, ánh mắt trống rỗng, ắt là sắp chết. Hiện giờ tướng mặt của liễu kiến thụ đúng là như vậy, hơn nữa ánh mắt cậu ta rời rạc lơ đãng, cũng là triệu chứng tướng mặt của người sắp chết mặt của từ lệ quyên lập tức trắng bạch ra. Liễu kiến thụ thì đứng đó chửi tôi thần kinh, bịa đặt dọa nạt. Ngay lập tức, từ lệ quyên trừng mắt nhìn liễu kiến thụ một cái, mắt bà ta bắt đầu đỏ lên rồi, run rẩy nói, mày cầm mồm. Câu nói này của bà ta hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, từ lúc vào nhà đến giờ. Từ lệ quyên đều mang bộ dạng rụt rẻ yếu đuối, hoàn toàn bị liễu kiến thụ chèn ép, còn giờ thái độ của bà ta hoàn toàn ngược lại. Giây tiếp theo, từ lệ quyên lại tiếp tục run rẩy nói, ngày hôm nay mày không được đi đâu hết. Mẹ với người anh em này đi gửi tiền, mày cũng phải đi cùng. Tới lúc mẹ gửi tiền xong, thẻ đưa mày giữ. Mặt tôi lại biến sắc. Lập tức, trên mặt liễu kiến thụ vụt lên vẻ vui sướng điên cuồng, gã đắc ý liếc tôi một cái, giống như đang diễu võ dương oai. Tôi nhíu chặt mày, đang định mở mồm. Thì từ lệ quyên lại nói tiếp, nhưng mẹ không cho mày biết mật khẩu, mày bắt buộc phải ở cùng với mẹ, mẹ quyết định sẽ cùng người anh em này về thôn Liễu Hà sống. Người anh em, tướng mặt của kiến thụ xấu như thế này, cậu có thể giúp nó được không? Rồi từ lệ quyên lại chuyển sang bộ dạng cầu khẩn nói với tôi. Tôi lúc này mới phản ứng lại, thở phào một tiếng. Sau đó tôi lại lắc lắc đầu, nói, tướng mặt là tướng mặt, cháu có thể nhìn ra, nhưng cũng không thay đổi được. Số mệnh con người do trời định, sự thay đổi của tướng mặt, biểu thị cho sự việc sắp sửa phát sinh chỉ có thể cố gắng tránh né những sự việc có khả năng gặp nguy hiểm. Nhiều hơn nữa, cháu cũng không giúp gì được. Sắc mặt từ lệ quyên càng hoảng loạn hơn. Thần sắc liễu kiến thụ thì biến hóa khôn lường, chẳng biết đang nghĩ chuyện gì nữa. Lúc này, ngoài trời đã bắt đầu có dấu hiệu nhập nhoạng tối. Bên ngoài đột ngột vọng lại tiếng dừng xe, tiếp đó là tiếng bước chân hỗn loạn, và có cả tiếng chửi thề chửi bậy. Quỳnh, liễu kiến thụ vốn đang đứng ở cửa, bị người ta đạp một phát vào trong nhà, ngoài cửa xuất hiện thêm bảy tám tên đàn ông, mặc áo ba lỗ và áo khoác màu đen, hoặc là mặt nung núc thịt, vai u thịt bắp, hoặc là gầy còm trơ xương, trông như quỷ vậy, trên mặt còn có cả hình xăm. Tên dẫn đầu trên mặt còn xăm nửa cái đầu báo, thần sắc hung hãn. Trước ngực hắn đeo một cái dây xích vàng, đầu chọc, ít nhất phải cao mét chín, gần chạm tới khung cửa. Liễu kiến thụ, thằng quắt con mày muốn chết phải không? Đã hứa tối hôm nay trả nợ, mà giờ mày vẫn còn trốn giúp ở nhà, tưởng bọn tao không dám đến nhà đòi nợ à? Ba hôm trước tao đã nói rõ ràng với mày rồi, hôm nay cả gốc lẫn lãi 60 vạn, bắt buộc phải nộp đủ, nếu không đêm nay tao tiễn mày ra sông Dương bơi lội, bố mày sẽ còn buộc cho mày hai cục sắt vào chân, cho mày xuống đáy sông đánh vài ván với thần sông. Liễu Kiến Thụ đã bị đạp ngã vào tận chân tường rồi, Tư Lệ Quyên sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, muốn tiến lên trước. Tôi ra hiệu cho Cố Nhược Lâm, Cố Nhược Lâm vội vàng ngăn từ lệ quyền lại. Tôi nheo mắt đang định nói, thì Liễu Kiến Thụ đã vừa cười vừa vội vàng bỏ dậy, bộ dạng vô cùng nịnh bợ nói, báo ra, tôi có tiền, bố tôi vừa mới chết, gửi một món lớn di sản tới, để tất trong cái vali kia kìa. Tuyệt đối không chỉ 60 vạn, tôi trả được, còn có thể đi kiếm lại vốn nữa. Gã báo ra mắt sáng lên, ánh mắt nhìn sang cái vali đang cầm trong tay tôi. Hắn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, lập tức giơ tay ra định giật lấy luôn. Tôi lập tức lùi ra sau hai bước. Mặt báo ra hơi biến sắc, hắn trợn mắt nhìn liễu kiến thụ một cái. Liễu kiến thụ, mày thế này là ý gì? Họ hàng nhà mày không có mắt à? Liễu kiến thụ lập tức trợn trừng mắt nhìn tôi, nói, nó có phải họ hàng nhà tôi đâu. Nó định lừa món di sản này của nhà tôi, cũng may báo ra mấy anh tới đây, chứ không mẹ tôi cũng bị nó lừa rồi. Từ lệ quyên lồng ngực liên tục phập phồng thở dốc, tay chỉ liễu kiến thụ không thốt được lời nào lúc này cuối cùng tôi cũng rõ tối hôm nay liễu kiến thụ nợ món tiền lớn như thế bọn người mở sòng bạc cho vay nặng lãi đấy đứa nào cũng hung ác có coi mạng người ra gì đâu gã báo ra đó nói liễu kiến thụ không trả được nợ thì sẽ buộc hai cục sắt cho gã ra sông bơi rồi thì đi đánh vải ván với thần sông thế chẳng phải là lấy mạng của liễu kiến thụ sao như vậy cũng ngầm phù hợp với tướng mặt của liễu kiến thụ rồi cũng vào thời điểm này gã báo ra nheo nheo mắt gật gật đầu, bước thẳng tới trước mặt tôi, giơ ngón tay lên chọc chọc vào ngực tôi. Nhãi con, đưa tiền cho tao, đấy không phải thứ mày cầm được, nếu không, mày sẽ bị vứt ra ngoài, còn phải vào viện nằm thêm hai tháng nữa. Thái độ của tôi cũng chẳng khách khí gì, nói một câu lạnh băng, tiền này, anh không cầm đi nổi. Việc ác làm nhiều ác có trời phạt, bố liễu kiến thụ mạng cứng như lửa thiêu, lại còn có sát, tiền này anh dám cầm là chết chắc. Gã báo ra tức đến bật cười, thằng chết tiệt, ít có đứa dám uy hiếp báo gia tào. Trên đời này chẳng có tiền gì báo gia tào không dám lấy. Làm nhiều việc ác, đây gọi là có vay có trả, là vương pháp. Tao đéo cần biết tiền của nó là đi bán đi trộm hay là đi lừa đảo. Mặt tôi biến sắc, nhìn chăm chăm vào hắn. Nếu như tiền này là tiền cứu mạng người bị bức tử, là tiền bán nhà, là tiền bị ép bán con thì sao? Nhãi con, tai mày có vấn đề à? Tao chẳng phải đã nói rồi à? Tao đéo cần biết đã nợ thì bắt buộc phải trả tiền. Dứt lời, hắn vung nắm tay đấm về phía mặt tôi. Tôi vụt lùi lại hai bước, cứ thế dựa sát luôn vào tường. Trời đã tối hẳn, trong nhà rất tối. Tạch một tiếng, là mấy đứa đàn em của báo ra chen vào trong nhà, bật đèn lên. mấy thằng đó cũng đều mang bộ dạng như quỷ đòi nợ vậy, đều nhìn chăm chăm vào cái vali trong tay tôi. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tiền này bây giờ là của Liễu Kiến Thụ trả nợ bố mày chiếm tiền của bố mày không đưa, hôm nay phải cho mày vào viện nằm ba tháng. Báo ra vừa chửi xong, tim tôi vụt đập mạnh một phát, bởi vì tướng mặt của hắn đột nhiên lại thay đổi. Bạn nãy lúc gã xông vào trong nhà, sắc mặt hồng hào, đồng thời mang trăm phần trăm tướng mặt của kẻ ác, con mắt hắn rất nhỏ, có thể nhìn thấy ba biên trắng, xương mày lồi lên, lông mày rất loạn, cả hai điểm này đều đại biểu cho tính cách bạo ngược. Má bàn nãy ấn đường của hắn đỏ hồng, rõ ràng là sắp phát tài ngầm hợp với việc hắn đến tìm liễu kiến thụ đòi nợ tôi lại đem một món tiền lớn tới chỗ tiền này bị hắn lấy đi đó chính là phát tài bất chính thế nhưng lúc này tướng mặt của hắn lại biến thành một loại khác bên trên màu đỏ ở ấn đường có nổi vết đen thậm chí chóp mũi và cả hai bên xương gò má đều đang nổi vết đen đến mức ẩn hiện chỗ nhân chung của hắn cũng có một vết đen dường như chui hẳn vào trong miệng vậy đương nhiên tất cả đều chỉ là một thứ trực giác vụt qua trước mắt giây tiếp theo định thần nhìn lại thì lại cảm giác chẳng có gì thay đổi cả nhưng nhìn mặt đoán cốt đều là dựa vào thứ tướng mặt vụt qua trước mắt này câu đầu tiên trong sách bèn là nhìn mặt đoán cốt phải cần tự tin vì trực giác có nhưng nhìn kỹ lại không có tướng mặt này của báo ra còn nghiêm trọng hơn của liễu kiến thụ tôi nhìn mà ngần cả ra đến tránh cũng không tránh đã buột mồm nói một câu báo ứng của anh sắp đến rồi. Báo ra trừ tục một câu, rồi chuẩn bị đánh vào đầu tôi. Cố nhược lâm hoảng hốt hét một câu bảo tôi tránh ra. Từ lệ quyên cũng sợ hãi gào lên bảo tôi tránh. Liễu kiến thụ thì đứng một bên vui mừng, kích động hét báo ra đập chết nó. Giây tiếp theo, ngoài cửa đột nhiên vọng lại một tiếng thét vô cùng bi thảm phẫn nộ. Cái lũ trời đánh chúng mày, hại chết con gái tao, tao liều mạng với chúng mày. Ngay sau đó, bọn lưu manh kia mặt đều biến sắc vì sợ vội vã tránh ra một người đàn ông trung niên gương mặt tàn tạ ánh mắt đầy oán hận tuyệt vọng xông vào trong nhà ông ta lao rất nhanh rất gấp ánh mắt càng dữ tợn đấy không phải là tướng mặt của một người thường ngày đều hung ác tàn bạo mà là sự điên cuồng của người bị dồn đến đường cùng thêm nữa trong tay ông ta còn cầm một con dao phay sáng choang lưỡi dao được mải vô cùng sắc nhọn ánh lên thứ ánh sáng lạnh buốt đại ca tránh ra không ai dám đứng ra chặn đường, ai chán sống mà đi đỡ dao phay. Lúc này báo ra cũng chỉ vừa mới phản ứng lại. Tất cả phát sinh quá nhanh. Từ lúc nghe thấy tiếng thét cho đến lúc người xông vào trong, nhiều nhất cũng chỉ trong vòng mười mấy giây. Giây tiếp theo, tôi chưa mắt ra nhìn, người đàn ông đó chém một dao vào cổ gã báo ra. Máu tươi bắn vọt ra ngoài, phụt một tiếng bắn lên trên tường, hình thành một vết máu lớn. Mấy người kia đều sợ vãi linh hồn, vô cùng hoảng loạn tranh nhau chạy ra khỏi nhà. Liễu kiến thụ cũng trợn tròn con mắt, máu bắn một ít lên mặt gã, trông vô cùng kinh khủng. Cố nhược lâm cũng bịt mồm hét thất thanh. Còn từ lệ quyên thì toàn thân run rẩy, mặt trắng bạch, răng liên tục lập cập đánh vào nhau. Báo ra hoàn toàn không kịp có một chút phản kháng nào, hắn căn bản không có thời gian phản kháng. Động tác cuối cùng là đưa tay ôm lấy cổ, trợn to mắt, hắn há mồm định nói gì đó, nhưng miệng chỉ còn phát ra được tiếng khọc khọc máu rỉ ra từ kẽ bàn tay hắn hắn uỳnh một cái quỳ ngã ra đất còn sự điên cuồng trong mắt người đàn ông trung niên kia thì rất nhanh lại chuyển thành sự đau khổ ông ta quỳ sụp xuống đất lúc này tôi mới phát hiện trước ngực ông ta còn ôm một khung ảnh trắng đen trong ảnh là một cô gái có gương mặt khá xinh có điều đây lại là di ảnh ông ta ôm cái di ảnh khóc trong đau khổ rồi lại rút dao ra chém từng dao một lên mặt của báo ra vừa chém còn vừa nức nở run rẩy thằng trời đánh ép con gái tao đi bán ép nó nhảy lầu mày đền mạng đền mạng đi bịch lúc này liễu kiến thụ lại quỳ xuống đất ánh mắt gã nhìn tôi toàn sự sợ hãi hơn nữa gã lại quỳ xuống trước mặt tôi từ lệ quyên cũng bịch một cái lao đến quỳ xuống trước mặt tôi l a o cập nói thần 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 tiên à cố nhược lâm gương mặt đầy hoảng loạn nhìn tôi bất an nói bằng giọng run run anh anh thập lục làm sao anh biết báo ứng của hắn ta sắp đến rồi tim tôi đập thình thịch một phát kỳ thực tôi cũng sợ chứ người bị chém chết trước mặt tôi kìa tôi cố gắng chấn tĩnh lại khàn giọng nói một câu chúng ta cứ báo cảnh sát đã được không